Bị cáo học từ lớp mấy vậy? Dạ, 12 trên 12 ạ. Vi phạm tội làm nghề gì? Dạ, bị cáo là tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát? Dạ. Tập đoàn quản lý bất động sản Nguyên So không? Dạ có ạ. Bị cáo kết án hình sự gì không? Dạ không ạ. Sáng 5 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB. Trong số 86 bị cáo bị đưa ra xét xử, có bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị xét xử về tội tham ô tài sản. Bị cáo Trương Huệ Vân là một trong số 13 người bị đưa ra xét xử với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Huệ Vân là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan nên được tin tưởng, giao quản lý và điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ năm 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo cháu gái thành lập các công ty ma, thông đồng với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, lập phương án kinh doanh khống là mua bán nông sản với công ty cổ phần Lavifood để tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền từ SCB để sử dụng cho mục đích của bị cáo Lan và bị cáo Vân. Bị cáo Trương Huệ Vân đã chỉ đạo Nguyễn Phi Long và bị cáo Đặng Quang Nguyên thành lập sử dụng 52 công ty ma, phối hợp với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung và nhân viên ngân hàng SCB để lập hồ sơ vay vốn trái quy định. Cáo trạng xác định, bị cáo Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bị cáo Lan và bị cáo Vân rút tiền từ ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng, gồm dư nợ gốc hơn 2.809 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản vay này có tài sản đảm bảo nên xác định bị cáo Trương Huệ Vân đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo Trương Huệ Vân đã tự nguyện nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Như báo Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 5 tháng 3 đến 29 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan về 3 tội danh, tham ô tài sản, đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Ngoài ra, 85 bị cáo khác bị xét xử về các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến phiên tòa trong các bản tin sau.